17. Phải tìm cho bằng được Kobayashi. Cô ấy là ở dưới giếng. Thiếu tá, tôi ở trong hầm dưới giếng, phát hiện thi thể của Kobayashi. Đây là dây thừng phát hiện được trên người của anh ta. Lập tức tập hợp. Dân. Đi. Mau lên, ra đây. Mau lên. Hãy nói tôi biết, đây là ai làm? Có người dùng sợi dây thừng này thắt cổ chết, giám sát Kobayashi ở dưới giếng. Là ai giết chết quân nhân Đại Nhật Bản? Nói. Là mày làm sao? Là mày làm sao? Là tao làm. Là tao làm đó. Là tao dùng dây thừng thắt cổ chết hắn ta đó. Ông đây đã tới đây rồi thì cũng không định sống sót ra ngoài. Nói mày biết, Bát Lộ Quân giết cũng không hết được đâu. Bát Lộ Quân càng không phải là kẻ hèn nhát, dám đối đầu với Hoàng Quân. Đến đi, người Trung Quốc chúng mày không giết hết được đâu. Đám súc sinh lòng lan dạ sói chúng mày. Người đâu? Kéo hắn ta qua đó. Nhìn rõ đây, đây chính là kết cục của người phản kháng Hoàng Quân.
Thông qua sự sắp xếp khéo léo của đảng ngầm, An Hữu Tài cuối cùng cũng có được lòng tin của người Nhật, được tự do hành động. Báo cáo. Vào đi. Thái quân, tìm tôi có chuyện gì? Thiếu tá muốn đề đạt anh lên làm giám sát của đế quốc Đại Nhật Bản sao? Thái quân, tôi làm việc còn được, giám sát thì không được, tôi không làm được đâu. An Hữu Tài, hoàng quân Đại Nhật Bản chúng ta sẽ không bạc đãi anh đâu. Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, hoàng quân Đại Nhật Bản chúng tôi sẽ là ngọn núi cho anh. Cảm ơn Thái quân. Vậy Thái quân, về lương có thể cao hơn một chút không? Hữu Tài, anh yên tâm, chỉ cần đi theo hoàng quân, tiền không thiếu phần của cậu đâu. Cảm ơn Thái quân. Cảm ơn Thái quân. Đến rồi lão Ngụy, còn một ít sao? Mấy cân khoai tây, cải trắng 10 cân, đúng. Hay là ông vào trong phòng ngồi một lúc, tôi nhặt trong chút khoai tây. Nhặt loại nào to và ngon đó. Nếu không không trả tiền đâu, ông yên tâm đi. Ông Ngụy, Trí Võ, Trí Võ, nào, ngồi đi. Trí Võ, làm tôi lo gần chết. Mấy hôm trước, có một chiến sĩ Bát Lộ Quân giết chết giám sát người Nhật. Thiếu tá Nhật Bản đó giết chết hai tù binh, còn không nghĩ cách nữa. Những chiến sĩ kháng Nhật đó đều liều mạng với quân Nhật hết. Tôi cũng là vì chuyện này mà tới. Chúng ta phải tìm cách liên hệ với họ. Tôi đã nhìn trúng rồi. Có một liên trưởng Bát Lộ Quân, bọn họ đều gọi anh ta là Lưu Đại Cát. Lưu Đại Cá, anh ta hình như là thủ lĩnh. Được, vậy tìm cách liên hệ với anh ta. Nói với anh ta nhất định phải bảo toàn thực lực. Bên này chúng ta tìm cách để cứu họ. Được. Tôi vẫn còn có việc. Được, ông phải chú ý an toàn. Từ từ đã, chú ý nhé. Được. Rau của tôi đã xong chưa? Đã chuẩn bị cho ông rồi. Báo cáo tướng quân, vừa có điện báo tới. Các vị, thời gian trước chúng ta ở trên chiến trường bắt được tù binh, đã áp giải tới mỏ than Ô Long để làm lao động. Điều tôi muốn nhắc nhở các vị là trong đám tù nhân này có Bát Lộ Quân, có Quân Nghĩa Dũng kháng Nhật, còn có Quốc Quân Quốc Dân Đảng. Những người này đều là những kẻ thù trên chiến trường của hoàng quân chúng ta. Bởi vì thế chúng ta nên hút sạch từng giọt máu của bọn chúng ở dưới giếng, biến thành than đá mà đế quốc cần. Trên tình báo nói, Cộng sản đảng đang chuẩn bị ứng cứu tù binh chiến tranh. Chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không được để chúng chạy thoát. Khi cần thiết, giết chết không cần luận tội, xử bắn tại chỗ. Dân tướng quân, ngồi xuống. Các gì? Than đá ở đây đã liên tục được xúc rồi. Chiếc xe đầu tiên chạy tới cảng biển hôm nay đã khởi hành rồi. Thiên hoàng vô cùng hài lòng. Mỏ than Ô Long thuộc một trong số
20 mỏ than đều là than có chất lượng cao. Đây chính là vật tư chiến lược mà đế quốc chúng ta đang thiếu. Bởi vì thế, Tokyo yêu cầu chúng ta đêm ngày sản xuất, xuất than gấp nhiều lần để đảm bảo cho đế quốc chinh phục châu Á, chiếm lĩnh Thái Bình Dương. Tướng quân xin yên tâm. Đối với mỏ than Ô Long, chúng tôi đã tăng cường cảnh giới rồi, tới con muỗi cũng không bay vào được. Đối với đám người Trung Quốc đó, tuyệt đối sẽ không nương tay. Khi cần thiết thì vẫn có thể để bộ phận tình báo phối hợp hành động. Dân, các vị, sứ mệnh của đế quốc cao hơn tất cả. Mỗi người phải có trách nhiệm hành động. Rõ. Các đồng chí, than đá khu vực Liêu Tây đã bắt đầu chuyển về Nhật Bản rồi. Để bảo vệ tài nguyên than đá của chúng ta, phá hoại kế hoạch cướp đoạt của quân Nhật, cấp trên yêu cầu chúng ta tìm cơ hội phá hủy xe vận chuyển than của quân Nhật. Được, đảm bảo người của Đại Long Ca đã không đợi được nữa rồi. Ngày nào cũng họ hét với tôi muốn đánh quân Nhật. Đúng rồi, vừa nghe tới đánh quân Nhật, bọn họ vô cùng vui mừng. Nói là nhất định phải cho quân Nhật biết mặt. Đúng rồi, Trí Giỏ, cậu cho lao động đặc biệt trong mỏ than đã liên hệ được chưa? Bên phía ông Ngụy vẫn đang liên hệ. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta chính là cứu họ. Tôi sợ thời gian dài quân Nhật sẽ đày đọa các chiến sĩ tới chết. Quân Nhật nếu như đã để cho họ làm nhân công thì đã không định để cho họ sống sót ra ngoài rồi. Trong số những người này có một số tráng sĩ Quốc Dân Đảng, cũng chính là lực lượng kháng Nhật chủ yếu mà đảng ta muốn có được. Bây giờ quân Nhật muốn tách biệt những chiến sĩ này với những lao động dưới giếng trước đây ra để làm việc. Người anh em đó xuống dưới giếng cũng đã một thời gian rồi, chỉ là không còn cách nào để liên lạc được với anh ta. Đúng rồi, bên phía Tona đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dĩnh Kỳ đã dặn dò họ rồi. Quá tốt rồi. Giờ có rất nhiều chiến sĩ quốc tế tham gia đấu tranh kháng Nhật của Trung Quốc, cống hiến cho kháng chiến của Trung Quốc. Đúng thế, Hashimoto Sakura chính là một trong số đó. Cẩn thận! Mau, nhanh lên. Ăn xong thì mau chóng xuống giếng làm việc. Nói mày đó. Mau ăn đi. Nhiều tuổi rồi, không biết cẩn thận một chút. Bảo toàn thực lực, tổ chức đang nghĩ cách để cứu các cậu.
Bác hứa, bác xem cái này. Cái gì mà bác? Gọi là sư phụ. Ta là sư phụ của con. Con là đồ đệ của ta, hiểu không? Sư phụ. Đúng. Tiên sinh, cứ xem tự nhiên. Là muốn cái bày được hay là treo được? Chọn một cái dựng được đi, để ở phòng khách. Cái dựng được, ngài đợi một chút. Ngài xem cái này. Cải trắng có nghĩa là tài tới. Ngài để trong phòng khách, nó có thể dẫn tài lộc vào nhà. Tài nghệ tốt quá, sáng long lanh, từng lớp rõ ràng. Ngài xem thấy sao? Giá bao nhiêu? Sư phụ, vị tiên sinh này để cho 12 đồng đại dương đi. 12 đồng đại dương, tôi mua 8 đồng được không? 8 đồng. Nhìn vị tiên sinh này cũng là người trong ngành. Tôi ngày đầu tiên mở hàng, khai trương tiền vào. Được. Bán. Được. Quyết đoán lắm. Tô Na, gói lại cho ngày ấy. Mở bên này xem. Súng tốt lắm. Phu nhân, súng bắn càng ngày càng chuẩn. Đại Long, nghe nói mọi người muốn xuống núi, đúng? Mỹ Trinh, em nói tại sao lại luôn trốn tránh người khác? Em còn che mặt. Điều đó khiến tôi với Trí Võ. Và cái cách bọn họ ăn nói thế nào đây? Với bọn họ có gì đáng nói? Em biết Hứa Trí Võ với tôi như là anh em ruột thịt. Mười mấy năm trước là cô ấy đã cứu ta ra khỏi đại lao quyền phủ. Tôi vì bắt cóc Cách Cách mới suýt chút nữa rơi đầu. Nếu như không có cậu ấy thì không có tôi của ngày hôm nay. Tôi nói này, cho tôi chút mặt mũi đi gặp họ đi. Tôi không muốn gặp họ. Em, vậy em không gặp, em cũng phải cho tôi một lý do chứ. Em nói lần trước quân Nhật lên núi, nếu như không phải em tới kịp thời, Cách Cách thực sự sẽ phải chết dưới họng súng quân Nhật rồi. Em cứu người ta muốn cảm ơn em nhưng không gặp được em. Nhiều năm nay tôi muốn hỏi em chuyện nhà của em, nhưng tôi biết. Hỏi em cũng không nói. Tôi không biết gì cả. Mỹ Trinh, có thể nói tôi nghe được không? Chuyện nhà chúng ta, trong nhà còn có ai? Cha em, mẹ em. Đừng hỏi nữa. Xin lỗi. Có phải tôi nói sai rồi không? Không. Anh xuống núi cẩn thận một chút. Ừ. Không phải đang nghĩ cách đó sao? Đây gọi là cách gì? Con biết cha muốn bảo vệ mỏ than, nhưng quyền phủ muốn thiên vị Cách Cách của Dương gia phủ. Cô ấy muốn cướp anh Trí Võ của con. Cha nói con là một cô gái phải làm sao? Cha. Tiểu Quyển, con không bị thương chứ? Không. Cha không thấy con bình thường đây sao? Yên tâm đi cha. Anh hùng cái gì? Ta thấy là thổ phỉ thì có. Cha, vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhìn đứa nhỏ Tiểu Quyển này, ở bên ngoài tăng động quạt bát, nhưng mà ở nhà vẫn là một đứa con gái hiếu thuận đảm đang đó.
gia, con gái bất hiếu, con gái có lỗi với cha. Cha, cha, cha yên tâm, sớm muộn có một ngày con gái sẽ báo thù cho cha, giết chết đám người Nhật Bản đó. Cha, cha yên tâm đi, con gái vẫn tốt. Không thể nào, không thể nào. Nào, Hỷ Châu, cẩn thận chút. Nào, bên này. Bụng phát, hả, Hỷ Châu? Bụng phát, cậu nói tôi biết, nhà các cậu còn có người nào không? Nói đi. Tôi còn có một người em gái, nhưng mà mười mấy năm nay không có tin tức rồi. Mười mấy năm. Này, báo cáo đội trưởng. Đại đội trưởng bảo anh lập tức đi họp. Tôi biết rồi. Dân. Đội trưởng, anh Đại Long, tự hào. Anh trí giỏ. Ừ. Đội trưởng, các cậu hôm nay có chút kỳ lạ. Đội trưởng, tôi cũng thấy anh ấy hôm nay kỳ lạ. Có chút kỳ lạ. Không có gì, đừng ngạc nhiên. Chúng tôi là đến để nhận nhiệm vụ. Mấy anh em chân tay ngứa ngáy lắm rồi. Được, vào phòng. Được. Có gì cứ gọi tôi. Được. Nhất định phải tòa nhà sử dụng mỏ than Vịnh Tôn Gia. Phải. Anh Đại Long, anh xem, ở tòa nhà sử dụng mỏ than Vịnh Tôn Gia, quân Nhật sắp xếp binh lực của một trung đội, cộng thêm một trung đội ngụy quân, chắc khoảng hơn 80 người. Con đường lớn này, các mỏ than ô long chắc khoảng 5-6 dặm. Cũng chính là nói chúng ta tốc chiến tốc thắng. Khi diện binh quân Nhật đến, chúng ta sớm đã rút rồi. Quân Nhật tuần tra là 3 người một ca. Chiến sĩ hôm qua đi trinh sát về báo cáo, quân Nhật 3 người một ca. Tuần tra từ đây tới giếng khoảng 5 phút. Chúng ta phải phân thành mấy tổ đồng thời đánh.
để cho quân Nhật không kịp trở tay. Đúng, hành động lần này của chúng ta chính là để quân Nhật biết sự lợi hại của quân Nghĩa Dũng kháng Nhật, núi khoáng sản chúng ta, để quân Nhật trên mảnh đất đen ô long sống không nổi, phá hoại kế hoạch sản xuất của bọn chúng. Tôi dẫn một tốc người mai phục ở nửa đường, diện binh của quân Nhật hãy xuất hiện, tôi lập tức đánh ngay. Đây gọi là dây điểm đánh diện. Nhưng mà phải nhớ là không được tiết trần. Được, như vậy đi. 12 giờ đêm mai đúng giờ hành động. Thật sao? Tôi lên núi chuẩn bị đây. Vậy nhiệm vụ đi tới Dịnh Tôn Gia, thám thính địa hình giao lại cho đại ca. Người anh em, cậu tìm đúng người rồi. Cậu nói con buông thang mấy chục nhà quanh đây, có nhà nào mà tôi không quen đâu. Đúng, đây là địa bàn của mình. Vậy anh mau lên núi đi, tôi đi tìm chính quỷ. Vậy bí mật nhà chính quỷ cậu nhất định phải biết. Anh nói là nhà Bổn Phát sao? Đúng. Anh ta hình như có một người em gái. Anh Đại Long, sao anh đột nhiên hỏi câu này? Tiểu tử, cậu biết. Cậu biết. Cậu quen biết cô ấy. Hai nhà chúng tôi như là một, làm sao có thể không quen chứ? Sao thế? Không có gì, hỏi thôi. Tôi đi nha. Trí Võ, anh Bổn Phát, sao anh lại tới? Tôi đang định đi tìm anh đi. Đợi đã, bên ngoài lạnh quá. Tôi sáng nay với Hỷ Châu tới mộ cha xem. Chớp mắt đã sắp tới ngày giỗ của cha rồi. Anh Bổn Phát, đánh xong trận này, anh với Hỷ Châu cô nương làm hôn lễ đi, cũng là hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Nói sau đi. Quân Nhật tới rồi, chuẩn bị hành động. Ừ. Mỹ Trinh, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng phải đi theo tôi. Đi. Được. Không sao chứ? Không sao. Đi. Mỹ Trinh, rút thôi. Tại sao? Trí Võ nói rồi, không được tiết trận. Phải cẩn thận. Mau lên.
tranh thủ thời gian xuất thang. Phái thêm người tuần tra. Dân. Tốt. Nhất bái thiên địa. Tốt. Nhị bái cao đường. Mẹ. Mẹ, tới đây ngồi đi. Tới đây. Này, làm gì thế? Các người linh tinh. Ta ngồi đó sao được chứ? Đó là vị trí của cha mẹ bổn phát. Không được, không được. Mẹ cứ ngồi đây đi. Nghe trí giỏ đi. Mẹ nghe con nói, bác trai bác gái nhà họ Khu được không còn nữa. Trên núi thập bát bàn này chỉ có mẹ là trưởng bối lớn nhất thôi. Đúng. Mẹ thấy anh bổn phát và chị dâu Hỷ Châu làm chủ đi. Người anh em trí giỏ nói đúng. Bổn phát, Hỷ Châu, ngày vui còn do dự cái gì nữa. Mau quỳ lại mẹ đi. Mau lại đi. Nhị bái cao đường. Tốt, tốt lắm. Phù thề đối bái. Mau, nào. Nào. Tốt. Mẹ. Mẹ. Cha mẹ của con không tìm thấy nữa. Là anh bổn phát đã thu nhận con, cho con một ngôi nhà. Hôm nay con cũng có mẹ rồi. Không khóc. Không khóc. Ngày vui không được khóc. Mẹ. Được rồi, được rồi. Dũng là người một nhà. Bây giờ lại càng là người một nhà rồi. Có phải không? Đúng. Chúng ta mãi mãi là người một nhà. Mẹ chính là mẹ của chúng con. Đúng. Mẹ chính là mẹ của chúng con. Mẹ chính là mẹ của chúng con. Mẹ. Mẹ. Được rồi. Mẹ. Mẹ. Hashimoto Okamura. Nghe nói mỏ than Vịnh Tôn Gia đã bị nghĩa quân Dũng tập kích. Tôi biết rồi. Bằng lực lượng của hơn 100 người quân nghĩa Dũng, không đánh được quân hiến binh Nhật Bản. Nhưng mà bọn chúng mai phục trên núi, tập trung binh lực tập kích chúng ta. Địa hình thì khó phòng bị. Chúng ta lại không có tài mắt, giống như là thiếu đi một con mắt. Tôi đã hạ lệnh triệt để tiêu diệt phần tử kháng Nhật, đặc biệt là Cộng sản đảng và quân nghĩa Dũng. Chúng ta không thể để Cộng sản đảng và quân nghĩa Dũng kháng Nhật cấu kết cùng với nhau. Nó đem tới cho mỏ khoáng sản Liêu Tây nỗi tai họa cực lớn. Năng lực kích động của đảng Cộng sản rất mạnh. Bọn họ chủ trương phản mạng kháng Nhật, nhận được sự hưởng ứng rất lớn của dân chúng Quảng Đông. Nhưng mà chúng ta nhất định phải đảm bảo dây chuyền sản xuất than đá hoạt động và vận tải bình thường mới có thể đảm bảo về kinh tế để quân Nhật đại chiến Đông Á. Đúng thế, khu vực Liêu Tây đào được đều là than chất lượng tốt, sản lượng cao. Hơn nữa có một con đường vận chuyển rất thuận lợi. Tokyo kỳ vọng rất cao vào chúng ta. Hashimoto, tài nguyên than đá là máu của Đại Nhật Bản chúng ta. Chúng ta có công nghiệp mới có thể không ngừng tạo ra vũ khí hiện đại, chi diện cho chiến tranh. Chúng ta nhất định phải bảo vệ sự thông suốt của con đường này. Hashimoto, sau này tình báo của cục tình báo, ông có thể thấy bất cứ lúc nào. Nhưng mà có một tình báo, ông nhất định sẽ thấy thú gì. Tình báo gì? Tôi phải cảm ơn ông. Ha 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 ha.
Tới rồi à? Ừ, ngồi đi. Cảm ơn. Gọi cà phê cho em rồi. Không có bỏ đường. Tổ chức cấp trên yêu cầu chúng ta từ trường học tìm một số thanh niên có tư tưởng tiến bộ đi Diên An. Hiểu rồi. Bây giờ quân Nhật ngày một tăng cường binh lực cho khu mỏ than. Mục đích chính là nâng cao sản lượng than đá. Nghe nói đại đội trưởng Hứa đã tập kích mỏ than Dịnh Tôn Gia, giết được không ít quân Nhật, còn cho nổ tung kho đạn dược của quân Nhật. Cà phê gì có được không? Vị rất ngon. Em thích. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới. Vậy em đi trước. Đi đường cẩn thận. Tối nay tôi phải đem những biểu ngữ này dán lên cổng quân bộ quân Nhật. Anh Tiên Phong, em đi với anh. Ở đó nguy hiểm, anh không đưa em đi đâu. Anh xem thường người khác, còn là thanh niên tiến bộ cái gì chứ. Em thấy một chút cũng không giống. Được được, cho em đi. Vậy tối nay chúng ta là một tổ. Gần đây quân Nhật tăng cường tuần tra rồi. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Không sai, mọi người phải cẩn thận đó. Được. Ta hãy qua đó đi. Na Nhân Qua, em có sợ không? Chỉ cần ở danh Thiên Phóng, em không sợ gì cả. Được. Nhìn bên đó, phía trước là quân bộ của Nhật. Ừ, như vậy đi. Em canh gác, anh đi gián. Được. Anh Thiên Phóng, cẩn thận đó. Ai ở bên đó?